Sao hả? Chào mừng các bạn đã đến với kênh tiếng Trung online Trung Rạn. Cùng tương tác với mình nhé. Lý Trinh 的腿怎么了？那为什么李军进不去宿舍？他为什么要从窗户爬进去呢？回家后，你把脱下的衣服放在哪儿？你卧室隔壁是什么地方？你房子里有几个窗户？你家的水房在第几层？什么是近视？你近视吗？Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại những nội dung vừa rồi nếu như các bạn vẫn chưa hiểu rõ nhé. Lý Trinh 的腿怎么了？那为什么李军进不去宿舍？他为什么要从窗户爬进去呢？回家后，你把脱下的衣服放在哪儿？你卧室隔壁是什么地方？你房子里有几个窗户？你家的水房在第几层？什么是近视？你近视吗？Nếu như còn có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc, các bạn hãy đừng ngại ngần để lại comment ở phần phía dưới bình luận để chúng ta cùng nhau giải đáp nhé. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!